gì? Mu te cho con gà nó câm mồm đi. Bé bé cái mồm thôi, quạc 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 lộ hết chứ còn gì. Này, ông phô ông chỉ ngủ chưa có 30 phút thôi nhá. Để ông mà dậy mà ông phát hiện ra thì tôi không còn mặt mũi nào nữa cả. Mà không hiểu sao cô nghe ai xui khôn xui dại thì có cái trò lễ bái này để quái gở đấy hả? Giữa trưa nắng thì vác nhau ra giữa đường đi xong rồi để mà xì sụp cấn vái thì còn sao làm sao? Xui xui cái gì mà xui? Kêu cà nó ít thôi, thầy dặn rồi phải tính học mà nó đi thi chứ không phải là chơi đâu. Mà ông buồn cười thật đấy, ngoài cái chuyện học hành ra nhá thì phải có âm phủ dương trợ, thế nó mới thi tốt nghiệp được chứ lại kêu ca sửa thôi. Không phải là tôi kêu ca, nhưng mà vấn đề ở đây này, ra giữa đường như thế này không phải là ông phô nhá, mà hàng phố người ta nhìn thấy rồi người ta hỏi tôi biết trả lời thế nào. Sao mà phải trả lời? Thế thì tôi mới cần ông phải yểm trợ thám thính, nghe rõ chưa? Mà cái thảo luận đâu rồi? Nó đang ngủ nhờ trong nhà ông phô kìa. Rồi ạ, giờ này mà còn ngủ với nghe gì? Cả đêm nó ngồi nó ôn thi thì bây giờ thì phải cho nó chợp mắt một tí chứ. Chợp chợp cái gì? Ông gọi nó có dậy ngay cho tôi nghe đâu. Luận ơi. Ôi, con đây. Luận đâu? Con đây. Cái việc này là việc của mày đấy nhá. Mặt mũi thì cứ nhơn ra. Ra bê đồ đi nhanh lên. Đồ à? Ừ, đây. Mong hôn lên, không có hết giờ, đẹp giờ. Cầm lấy cái này, ôm chặt vào. Khi nào lễ xong thì thả ra, nhớ chưa? Ớt cho lại thả ra hả mẹ? Gà đang ở trong tay, mình thả ra để đuổi à? Vui cái mồm mày. Thầy dặn rồi, thả gà ra để rước Trạng Nguyên về, nghe rõ chưa? Là cúng xong thì phải mang về mà thịt mà thụ lộc đi chứ. Ui, thụ cái đầu ông ấy. Lúc nào chỉ nghĩ đến ăn mới uống thôi. Lần này nó mà thi trượt là tại ông đấy. Lên đồ ra đây nhanh lên. Bơm ở đây à? Chào cô chú. Này sao giữa trưa nắng thế này mà cả nhà kéo nhau ra giữa ngã ba đường làm gì này? Để hóng mát ạ. Hóng mát à? Này, làm sao mà chú cứ nhảy cẫng lên thế kia? Dạ không ạ. Mặt làm sao thế? Mặt làm sao đấy? Không. Tai nạn à? Sao trông tím tái như kia? Không, đấy là tại vì sôi nó vừa mới. Không, tại nóng quá. Vâng. Ừ, nóng rồi. Nóng quá bác ạ. Giời đất hôm nay nóng thật. Vâng. Rồi mà dịch bệnh nữa chứ, rồi tệ nạn xã hội nữa chứ. Này, chính vì thế mà ngày tôi phải tuần tra ở cái khu phố này để giữ yên giấc ngủ cho bà con đấy. Dạ vâng ạ, quý hóa quá. Dạ vâng ạ. Này, phải nói thật là từ ngày bác lên chức tổ trưởng dân phố đến bây giờ thì là thế cấm có một thằng tội phạm nào dám lai vãng đến địa bàn của mình. Làm sao dám đến được. Vâng, thế bây giờ mời bác tiếp tục nhiệm vụ. Vâng, hôm nào rảnh mời bác sang nhà em làm chén rượu nhạt. Vâng, thế mời bác. Ê, này, dạ. Nhưng mà tôi nói chú biết nhá, tôi bỏ rượu từ lâu rồi. Ôi, thế thì tốt quá. Vâng, thế mời bác đi đi ạ. Vâng. Này, sao giữa nắng nối này đứng đây nhỉ? Hay là vào chỗ nhà bác phô làm cốc trà đá? Mất ngủ. Vợ chồng em còn phải sao? Có chuyện gì à? Dạ không, ý nhà em nó nói là bác đang bận việc. Để cho bác tiếp tục nhiệm vụ. Ôi giời, lại nói đến chuyện nhiệm vụ. Này tôi nói cô chú nghe nhá, đã gọi là nhiệm vụ mà thì già như tôi vẫn được phục vụ bà con này là tôi vui lắm rồi cơ chứ. Hàng ngày đi tuần trên đường phố này để canh giấc ngủ cho bà con là tôi sung sướng lắm rồi. Tự nhiên lòng nó cứ lâng thế nào. Vâng chú ạ. Bác ơi, em biết là lòng bác đang lâng lâng rồi nhưng mà em cũng tâng lắm rồi. Thằng ơi, em bảo này, đầu ngõ ơi mà có hai cái thằng dáng vẻ khả nghi mà nó cứ lởn vởn từ sáng đấy bác ạ. Ra xem thế nào. Sao không nói với tôi từ trước? Ui giời, em thôi đi, tôi đi nhá. Đi. Rồi hết cả mẹ rồi. Không phải nghĩ ra cái trò lấy quái này, quái cỡ thế này thì tôi người ta vừa mới đầu xong, giấu vào chỗ nào không giấu thì giấu vào đây. Trên tình hình nó thôi rồi, mình giấu vào đây thì giấu vào đâu? Kêu cả ít rồi, bây giờ không giấu. Nhanh nào, quá là mất. Này, cô chú ơi. Cái gì đây? Ơi, cái gì đây? Hai thằng ấy không là kẻ gian.
mà nó là cháu bà Lẽ lên ôn thi đại học. Ủa, nó đang đi tìm nhà, hiểu không? Thế không à? Phải kẻ gian đâu. Ôi, thì chết thế. Này, thế. Dạ. Sao cô chú vẫn đứng ở đây à? Dạ vâng. Dạ, chả đứng đây, đứng đâu ạ? Không, bác ơi. Xong em về bây giờ. Hai mẹ con về ăn cơm nhỉ? Này, thôi hai mẹ con về đi. Vâng. Cho chú làm việc nhá. Vâng. Này. Dạ. Này. Cái gì đấy hả bác? Tôi nghe có tiếng kêu gì nhỉ? Đâu, làm gì có tiếng gì đâu bác? Rõ ràng có mà nó cứ kêu khèn khẹt. Là tiếng à. Ve mà nó kêu khèn khẹt à? À vâng, tại vì là đêm hôm qua mưa chắc là ve nó viêm họng. Đây. Đâu? Gần đây. Đâu làm gì có tiếng gì đâu hả bác? Ơi, nó kêu khèn khẹt như là người bị bóp cổ ấy. Bóp cổ? Sao an ninh trật tự khu mình nó tốt thế là sao lại có người bóp cổ ở đây? Đúng rồi. Nó là ma. Thế à? Vâng. Sao rõ ràng có tiếng kêu nhỉ? Đây. Không, tai bác có vấn đề rồi. Em chả nghe thấy cái gì cả. Chết rồi. Chắc là tai bác có vấn đề rồi bác ạ. Chắc là tai mình có vấn đề rồi. Vâng. Thế bác đi làm nhiệm vụ với bác nhé. Vâng. Thế cô chú ở thế tôi đi làm nhiệm vụ nhé. Vâng, chào bác ạ. Này. Cái gì? Tính tôi nó già rồi, khổ thế nó lại quên. Sao ạ? Thế này, nó là chuyện thế này này. Tôi định sang đây để báo cô chú tối nay đi họp tổ dân phố. Hôm qua đã báo cô sang bên nhà cô chú rồi. Vâng. Nhưng mà cô chú đi vắng. Dạ. Thế hôm nay nhớ nhá, 8 giờ tối. Thế vâng, 8 vâng. giờ tối ở nhà tôi nhá. Được rồi. Này. Khổ quá, 8 giờ. Tôi chưa tôi hết. Còn cái gì nữa? Anh ấy có biết là tổ họp bàn vấn đề gì không? Bài trừ mê tín dị đoan và chống đốt vàng mã, đúng chưa? Chính xác. Đấy, chưa họp đã biết rồi. Em sẽ sang từ 5 giờ. Nhớ sang nói chuyện với tôi nhé. Vâng, được rồi. Đây thì tôi định... Hết rồi. Hết hẳn rồi. Tôi định nói gì nữa nhỉ? Chả có cái gì. Thế thì tôi về nhé. Vâng, bác về. Không còn cái gì nữa cả. Đừng quay lại. Thôi, thế là qua mất giờ đẹp rồi còn đâu nữa. Ôi khổ thế chứ, tất cả là tại cái lão giả mắc dịch ấy. Tại cái gì? Tại ai? Tại cô ấy. Tại ông ấy. Học đâu ra cái kiểu mà lễ bái mà nó quái dị như thế. Tại mình ấy, tại ai? Nó học cái gì? Tại ông cái cả. Tại cái gì? Chú Bơm, cô Vá. Chết, sao trưa nắng thế này mà lại bày đồ lễ ra đây, rồi lại cãi nhau nói to thế này, có để cho mọi người ngủ không? Này, chú định cúng cho mình nhiều tiền đấy à? Quá, em nói thật với bác, cái giàu nghèo thì nó cũng có số rồi. Đúng. Em có cúng thế chứ cúng nữa thì cũng chả đổi đời được đâu. Thế chú định cúng cái gì đấy? Nói bác đừng cười chứ vợ em nó bắt phải làm cái lễ để cúng cho thằng cu lớn nhà em nó thi đỗ. Thằng cu Luận đấy à? Dạ vâng. Thế sao lại phải làm lễ cho nó là thế nào? Ôi bác ơi bác, nó là thế này bác ạ. Em đi xem, thế thầy bảo là cháu phải làm một số khóa lễ như là trả nợ tào quan này, cắt giải tiền duyên này, trục vong cầu hồn này. Này, cô có biết là những cái lễ đấy nó không liên quan gì đến cái việc sức khỏe và học tập của cháu không? Thì thầy bảo thế mà bác. Nó học, phải để cho nó học. Chứ bây giờ làm lễ mà nó không đỗ thì nó vẫn là không đỗ. Tuần trước đây này, bắt hai bố con em nắng chài chãi như thế lê la ở Quốc Tử Văn Miếu để mà sờ đầu rùa đấy. Đúng rồi, mẹ cháu bắt cháu đi sờ hết 82 cái bia đá rồi, 82 cái đầu rùa đấy nhá. Này, ra đây bác bảo cô thế là không được. Nó học dốt ý, thì có sờ cả đến cái 100 đầu rùa cũng vẫn dốt, mà ở trên Văn Miếu là một cái nơi di tích lịch sử văn hóa, không phải chỗ nào cũng bậy bạ mà vào sờ soạng như thế. Này, cháu sờ hết 82 cái bia đá mới đầu rùa có khi phải hết cả ngày ấy chứ. Này, em nói cho bác nghe, chưa hết đâu. Cái hôm đấy nhá, chính mắt em còn nhìn thấy hai đứa thanh niên nó còn nhảy phọc lên lưng cụ rùa, nó phi cục lục lục lục. Sờ không được đâu. Thế gọi là làm mất đi cái hình ảnh đẹp của người dân Hà Nội đấy. Bây giờ thế này, bác bảo thằng cu luật nhá, không được đi theo mẹ nữa. Cái việc chính của cháu bây giờ là phải ôn tập và luyện tập đàng hoàng. Tôi nói cho cô biết, nếu mà nó thi trượt lần này ấy là do cô Vá đấy. Ô hay, bác nói thế là nói thế nào? Thế bác không nghe thấy câu là có thờ có thiêng có kiêng có lành à? Đúng, tôi đồng ý với cái việc của cô chú là cúng bái, là cầu ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho nó có sức khỏe học tập tốt để nó thi. Nhưng mà ngày nào cũng dẫn nó đi như thế này thì hỏi sức khỏe đâu để mà nó ôn luyện. Mà cứ cái đà này nhá, theo tôi ý, là cô làm cho nó cái đe với cái búa, nó ngồi cạnh bố nó rồi chuyển lên cửa hàng Gò Hàn cạnh hàng Bơm Vá. Cái gì? Bây giờ thế này, thằng cu Luận, nghe bác, không đi theo mẹ nữa, sang nhà bác sẽ bố trí cho cái chỗ ngồi thật là tốt.
yên tĩnh, ôn luyện. Còn có một tuần nữa là thi thôi, đúng không? Bây giờ không đi theo mẹ nữa, được chưa? Dạ vâng. Thế còn cô chú, bây giờ làm việc khác đi, không lễ bái nữa. Chứ nếu cô chú mà cứ lễ bái như thế này, tôi nói thật nhé, cả phố người ta biết, người ta cười cho. Lễ bái để mà đỗ được, lễ bái để mà lên lớp, lễ bái để mà học giỏi mà, thì không ai cần đến thầy đến thợ nữa. Ai người ta cũng đi lễ như cô thì học để làm gì? Chú thấy thế được không? Nghe cái bác phố nói gì chưa? Dương mắt lên mà nhìn nữa à?